nếu có thể thì mình chọn cái chậu tai bèo thì nó rất lý tưởng. Còn cái chậu này thì nó quá mạnh với cái cây. Hầu như đối với cái gian thế cây này, anh em nãy giờ góp ý kiến tôi thấy rất hay. Anh em nào cũng có cái ý kiến tương đối, rất tương đối cho cái cây này. Và một cái nữa, khi mình vô chậu cái cây này, nên thụt cái gốc ra bên đây một chút xíu. Nó chồm ra quá, nó chồm ra quá, thụt nó trở lại chút xíu thì vững hơn. Mà khi mà mình vô một cái chậu tai bèo quá, thì cái cây mình nó lộ cái lực ra rõ ràng. Cân đối mà nó có cái hài hòa trong đó. Cái chậu này với cái cây này đi tuốt nhau hết, nó không có đi đâu vô đâu hết. Theo ý tôi thì có anh em nào có ý kiến gì thêm không? Em hỏi cái giờ cái có cái chậu rồi lấy thiêu cái bèo mà nó màu xanh, nó đủ màu xanh để mình vô cây rồi mình nó màu xanh thì không nên, không nên cái màu, chậu màu thì mình nên cho những cái cây bông hoa thì nó tốt hơn. Đừng bao giờ mình muốn cái cây mình nó nhìn được cho nó già. À, nếu mà cái cây mình vô cái màu, cái là thấy cái màu chậu nó nổi bật. Khi mình đem cái cây mình ra triển lãm, người ta nhìn cái tới cái cây của mình đó là cái chậu đập vô trong mắt người ta trước, mới tới cái cây. Nhưng mà khi mà cái cây mình nó có hoa đó, thì từ đằng xa người ta tới đó, cái màu hoa đập vô trong mắt người ta trước mới đi xuống tới cái chậu. Là chính vì như vậy mình có thể xài để nó nổi bật cái màu hoa. Có anh em nào có ý kiến gì nữa không? Mà cái cây, đặc biệt cái cây này là dạng nó cũng chơi dạng rễ cũng khá nhiều. Mà mình xài cái chậu sâu quá đó thì nó giấu cái dạng rễ đi. Thấy không? Các em thấy là cái cây này là cái dạng rễ đó. Cái chú trọng cái dạng rễ. Chính nó nên nó gọi là spore root à. Nó lộ cái dạng rễ. Mà trong khi là mình là giấu cái dạng rễ đó. Nếu mình giấu thêm chút xíu nữa là thành ra cái cây mình thành một cái cây thường mà dạng rễ không đúng, nó mất cái lực của cái cây. Mà mục đích chính của cái cây này theo cái lối thao tác ngay từ lúc đầu là người ta chơi theo cái thế mà lộ dạng rễ. Chậu của mình phải cạn hơn chút xíu, tại vì mình đắp nó hơi giống như cái mẫu này vậy, người ta đắp rêu lên trên đó. Chân giống dấu cái dạng rễ mà thấy cái này cái vậy mạnh hơn thì nó cứng. Anh em có cái thắc mắc gì thêm về cái cây này vấn đề chậu? Rất tiếc là mình đây không có mình đủ chậu để mình chọn lựa một cái chậu cho nó phù hợp nhất cho một cái cây. Cho tôi hỏi là có những cái trường hợp như thế này, mình có nên làm bây giờ chẳng hạn như là trong cái này là cái nghệ thuật và tương xứng và đối xứng. Chẳng hạn như bây giờ một cái cây cái tàn nó tròn, mà mình trồng một cái chậu tròn nữa thì ở trên và dưới nó cộng nó đồng điệu. Còn nếu như trường hợp một cái tàn cây nó tròn, ở dưới mình trồng một cái chậu vuông góc, chẳng hạn như chữ nhật hay là vuông lại để cho nó đối xứng lại. Ví dụ trên quá tròn ở dưới mình trồng vào vuông. Tại vì chẳng hạn như là cái cây, một trong những cái chủng loại cây mà bây giờ đang được thích bây giờ đó là chẳng hạn như cái mái chiếc miệng á, như tròn quá thì bây giờ mình có nên là đi một cái chậu mà cho nó phá lại cái nét tròn trên không? Anh theo anh nghĩ tình như vậy có nên không hay là cái đó thì mình trở lại cái thân. Cái đó thì mình lại trở lại cái thân, có cái thân nó lắc như thế nào rồi thấy
cũng là nó là cái trang thế nó hơi bầu trên đó, thì đó là trường phái, mỗi một cái trường phái có những cái trường phái mình thấy cái định nó đi lên thẳng lên trước, có những cái trường phái cái định nó úp xuống như tán dù vậy, rồi có những cái trường phái nó phân tàn ra nhiều tàn nhỏ 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 nhỏ, có những cái trường phái cái tàn nó hơi to ra một chút, nó chia ra tầng tầng đó. Thì đó là tùy theo cái trường phái nào mình thích mình theo, chứ mình không có nói trường phái này đẹp trường phái kia xấu, mà tùy theo cái trường phái mình thích mình theo, với cái sở thích mình thích cái trường phái nào. Anh em còn thắc mắc gì nữa không về cái vấn đề cái cây này, lừa một cái chồng cho cái cây này? Thì giờ đi vào cái vấn đề tổng quát của việc chọn chậu thì cứ cho cái câu kết luận chung, tức là không đi về cái phần riêng riêng cái sự cá biệt thì một lưng lưng này chụp chung dạ chưa phải biết à. À con cũng bảo là nếu có thể kết luận chung chung về cái sử dụng chậu cho một vài cái thế giác về cái chung, đi về cái riêng, về cái riêng thì chúng tôi có cái sự đặc biệt của cái cây này thì nó có cái hình này hình kia thì mình có thể quan sát những cái nó khác biệt hơn một chút. Vì vậy chúng có thể cho mình về cái câu để dạ cái chung khái niệm tổng quan rồi thì chậu. Dạ. Thì nãy giờ là mình đem cây ra để mình chọn một cái chậu cho nó phù hợp với cái cây. Bây giờ mình nói tổng quan. Ví dụ như một cái chậu tròn cho mình cái chậu kia, chậu tròn hổm thường thì mình đi cho cái thế văn nhanh, cái thế văn nhanh nó nhẹ, cái chậu mình không đi vô cái chậu dày đó nó cứng cho cái cây quá. Cũng như một người có cái chân nhỏ mình mang cái đôi dày có được xô nặng bự thì nó thấy nó không có phù hợp ở trong đó. Trồng như thế này tròn mỏng mình đi thấy văn nhạc thì nó phù hợp nhất, ngoại trừ trường hợp cái cây mình cái rễ nó không cho phép mình cắt, mình nằm trong cái thế không còn chọn lựa thì mình phải đi cái chậu tròn nó hơi sâu chút thôi. Nếu mà nó lý tưởng tròn trạng bán tác độ, cũng như lúc trước lúc nãy mình có nói tới, mình có thể tùy theo cái dáng thế cây mình có thể mình đi lục giác bát giác, nhưng cái chậu này đó, lục giác tại sao không phù hợp với cái này, tại cái miệng đó nặng nề quá, cái chân nó yếu quá, chậu hơi sâu. Mà đối với cây này thì mình nói chung chung bán tác độ là mình có thể đi chọn tròn cao cao một chút, nhưng mà tùy theo cái dáng cây, như cái dáng cây này mình có thể đi cái chậu tai bèo thì thấy nó hay hơn, cái miệng nó đừng có cứng quá. Tại sao cái này nó vuông góc thì thấy nó cứng quá so với cái cây này, mà nếu tai bèo thì nó mềm mại hơn chút xíu, nó phù hợp với cái cây này. Rồi bây giờ mình nói một cái cây trực lùn mạnh thì chúng ta có thể đi trong những cái cây cản gốc cứng mạnh để phù hợp với cái cây, mà nếu mà trực cao thường thì thân nhỏ thì chúng ta có thể đi một cái chậu oval, như thí dụ như cái này hay là cái lúc nãy mình có một cái nữa đó, nó nhẹ nó mỏng ra, hoặc là chúng ta có thể đi cái chân nhật mà dài trong một bên
còn bên kia mình đắp cao cao lên trước như một cái đồi vậy đó. Một cái cây nó đứng giữa một cái đồi vậy đó, thì dòm nó rất đẹp.